Núi Bà Đen là ngọn núi nằm ở trung tâm tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, với độ cao 986 mét. Đây là ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam hiện nay, được mệnh danh đệ nhất Thiên Sơn. Theo gia định Thành Thông Chí, tên gốc của núi Bà Đen là Bà Dinh. Những bậc kỳ lão địa phương thì cho rằng tên gốc là núi Mục. Đến khoảng nửa thế kỷ 18 mới xuất hiện tên gọi núi Bà Đen. Sau ngồi trại dần thành núi Bà Đen, cũng có người gọi là núi Điện Bà. Trong chiến tranh Việt Nam, khu vực xung quanh núi là một điểm nóng khi là nơi đường mòn Hồ Chí Minh kết thúc và cách biên giới Campuchia vài km về phía Tây. Khu vực này thực chất là một cụm gồm ba núi nằm liền kề nhau là núi Bà Đen, còn được gọi tắt là núi Bà, núi Heo và núi Phùng trên tổng diện tích 24 km. Quần thể núi Bà Đen được Bộ Văn hóa này là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia vào ngày 21 tháng 1 năm 1989. Ở độ cao 996 m 3268 feet, ngọn núi lửa đã tắt này mọc lên từ khu đất nông nghiệp bằng phẳng của đồng bằng sông Cửu Long. Ngọn núi gần như là một hình nón hoàn hảo và hơi phình ra ở phía tây bắc. Núi Bà Đen sở hữu nhiều hang động và được bao phủ bởi nhiều đá ba gian lớn. Vị trí của ngọn núi nằm ở phía đông bắc thành phố Tây Ninh, thuộc địa phận xã Thạnh Tân và cách trung tâm thành phố 11 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 96 km về phía tây bắc. Nơi đây còn có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam khi có một ngôi chùa nổi tiếng nằm ở độ cao khoảng 2/3 đường lên núi. Núi Bà Đen còn có tên gọi đầy đủ là di tích văn hóa lịch sử núi Bà Đen, thuộc tỉnh Tây Ninh, là ngọn núi cao nhất ở khu vực Nam Bộ hay được mệnh danh là Nóc Nhà Đông Nam Bộ, với chiều cao là 986 mét. Từ trên đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt quan sát cả một vùng đồi núi, đồng bằng, sông ngòi chằng chịt và thành phố Tây Ninh ẩn hiện giữa mây trời tựa như chốn tiên cảnh. Phong cảnh núi non hữu tình, khí hậu mát mẻ, thiên nhiên trong lành cùng con người thân thiện hiếu khách đã khiến núi Bà Đen trở thành khu du lịch tâm linh thu hút du hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Núi Bà Đen thuộc tỉnh Tây Ninh, vì vậy thời tiết mang đặc điểm điển hình của vùng Đông Nam Bộ với hai mùa rõ rệt trong năm là mùa khô và mùa mưa. Thời điểm du lịch núi Bà Đen lý tưởng nhất là từ 12 đến tháng 4 năm sau. Đây là mùa khô, thời tiết khô ráo, nắng đẹp, ít mưa, phù hợp cho các hoạt động leo núi, tham quan. Du khách có thể du lịch núi Bà Đen từ ngày 14 đến 16 tháng Giêng để cảm nhận rõ ràng không khí lễ hội tưng bừng với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc. Tại núi Bà Đen có nhiều kiến trúc chùa độc đáo thu hút đông đảo du khách đến tham quan, lễ Phật. Trong đó tiêu biểu như chùa Bà Tây Ninh, ngôi chùa có tuổi đời lên tới 300 năm. Điểm ấn tượng nhất tại đây là pho tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á với chiều cao 72 mét, được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ. Ngoài ra, còn có hai cột đá xanh từ thế kỷ 20, tượng Phật Thích Ca cao 2,5 mét và bức tượng Ngọc Linh Sơn Thánh Mẫu nặng 240 kg vô cùng tinh xảo. Lối kiến trúc chùa miếu Nam Bộ đặc trưng của Linh Sơn Hòa Đồng là điểm nhấn thu hút du khách. Tọa lạc biệt lập trên núi, có cảnh quan thanh tịnh, yên bình với cây cối xanh mát. Đứng tại đây, du khách có thể ngắm cảnh núi non từ độ cao 350 mét. Nằm cao nhất trong quần thể chùa Bà Đen, vượt qua cả trăm bậc thang bộ, quý khách sẽ thấy được ngôi chùa Quan Âm cổ kính mộc mạc, mang vẻ thanh bình, yên tĩnh giữa núi đồi. Nơi đây thờ Quan Thế Âm Bồ Tát,
cùng nhiều miếu và hang động thờ cô và thờ mẫu, là nơi thu hút đông đảo tín đồ Phật tử về đây hành hương, xin sâm, xin keo cầu an hàng năm. Ngoài ra, tại núi Bà Đen còn có chùa Linh Sơn Phước Trung, chùa Trung, chùa Linh Sơn Long Châu, chùa Hang để du khách hành hương, bái Phật. Kinh nghiệm của nhiều tín đồ du lịch phượt thì trẻ kinh chinh phục đỉnh núi Bà Đen là một trải nghiệm rất đáng để thử. Trên đường chinh phục đỉnh Bà Nà, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh núi non nên thơ, băng qua những con dốc đầy ngoạn mục, tận hưởng không khí trong lành. Tọa độ núi Bà Đen nằm ở độ cao 986m so với mực nước biển, là đỉnh chóp của núi Bà Đen. Tới đây, quý khách sẽ được ngắm nhìn núi rừng Tây Ninh hùng vĩ với mây phủ bao phủ. Phía xa là vùng đồng bằng rộng lớn với những ngôi nhà mái đỏ, dòng sông uốn lượn quanh co. Cảnh sắc tuyệt mỹ đó sẽ làm đốn tim bạn ngay tức khắc,